Xin chào tất cả mọi người, là mình Queen Japan đây. Như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái tài khoản của ngân hàng Aeon nhé. Trong cái thẻ của ngân hàng Aeon này nó sẽ có tích hợp cả thẻ debit này, thẻ credit và thêm WAON nữa. Đấy, sau khi mình đăng ký một tuần thì mình sẽ nhận một cái phong bì như thế này, rất là đẹp luôn. Đây mình rất là thích, tại vì ngày xưa mình nhớ là mình có ra trực tiếp ngoài bên ngoài trung tâm mua sắm Aeon ấy để mình đăng ký. Thì người ta nói là mình phải có visa vĩnh trú thì mình mới có thể đăng ký được. Bây giờ thì mình không cần visa vĩnh trú, visa ngắn thì mình cũng vẫn có thể đăng ký được cái này nhá. Sau một tuần người ta đã gửi về. Đã. Thì nữa mình sẽ ngửa ra cho mọi người xem bên trong có gì. Bình thường ấy, như mọi người cũng nếu mà như cái tài khoản ngân hàng bình thường này nó chỉ có phong bì về bé này thôi. Cái này có phải có cả cái to đùng như thế này nữa này, rất là đẹp. Đấy. Tuy nhiên là khi mọi người đăng ký cái tài khoản ngân hàng Aeon này thì mọi người phải lưu ý cho mình hai vấn đề nhé. Cái đầu tiên là mọi người phải có một trong hai thẻ này cho mình nhá. Đó là bằng lái xe hoặc là thẻ My Number, bằng lái xe Nhật hoặc là thẻ My Number nhá. Nếu mà người Nhật thì người ta có thể sử dụng được có hộ chiếu để người ta đăng ký, tuy nhiên là mình là người nước ngoài, mình chỉ có thể sử dụng được hai cái này thôi. Không thể sử dụng được thẻ ngoại kiều để đăng ký được nhá. Đó là điều đầu tiên mọi người lưu ý. Thì khi mà nhân viên giao hàng người ta giao đến ấy, người ta yêu cầu mình phải trình xuất một trong hai cái này để người ta kiểm tra. Mình thấy kiểm tra rất là kỹ luôn ấy. Và cái hạt thứ hai nữa là sau khi mình đăng ký thì mình có nhận được một cuộc gọi của bên ngân hàng Aeon. Người ta gọi cho mình. Thì mọi người lưu ý nhá, số điện thoại mình để bên cạnh này. Nếu mà thấy người ta gọi thì mọi người nhanh chóng nhấc máy nhá. Mình thấy người ta cũng hỏi rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Tên này, ngày tháng năm sinh, mình nhớ ngày tháng năm sinh, có cả năm của Nhật nữa. TC bao nhiêu ấy. Đó, và cả địa chỉ của mình. Người ta hỏi là trên bằng lái xe, tại mình chọn bằng lái xe để mình đăng ký. Thì người ta hỏi trên bằng lái xe của mình có in tên tòa nhà hay không. Thì mình nói là không, tại vì mọi người cũng có bằng lái xe của Nhật thì mọi người cũng biết là thường là trên này, chỗ nó bé người ta sẽ không in tên tòa nhà của mình ra đây nhá. Chỉ có số phòng thôi. Và người ta có nói là đợi một chút để người ta kiểm tra. Và sau đó người ta nói là ok, có tên tòa nhà có thể nhận được ấy. Và sau đó là một tuần mình có nhận được một cái email là đã phát hành thẻ và chuẩn bị giấy tờ ra để nhận đấy. Và chiều hôm đó là mình đã nhận luôn phong bì như thế này. Thì bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Em trước mình cũng đã mở ra rồi. Bình thường ấy thì người ta chỉ có cái nhỏ nhỏ thế này thôi này, phong bì nhỏ nhỏ thế này thôi. Cái này rất là lớn, rất là đẹp nữa. Địa chỉ nhà mình nhé. Đây là cái quan trọng nhất ở ngoài cùng. Mình sẽ mở phía sau mặt sau cho mọi người, tại vì có thông tin của mình. Đây, chiếc của nó đây. Cái này hạn mức của mình là 40 man. Ở trong đó là tiêu dùng là 40 man và rút tiền là tối đa là 30 man nhé. Đằng sau này nó có ghi cả thông tin tài khoản ngân hàng của mình nữa. Người ta nói là thông tin tài khoản ngân hàng của mình là sẽ có ở mặt sau của thẻ. Đây mọi người, mình sẽ cho mọi người xem. Sẽ rất là đẹp luôn. Đó, đằng trước của nó sẽ là thông tin của thẻ credit nhé. Và đằng sau của nó là tài khoản ngân hàng, thông tin tài khoản ngân hàng của mọi người. Tên này, tên chi nhánh của mình là Ta Côi Dựa. Đó, và rất là nhiều thông tin ở đằng sau. Có cả cái mã của WAON này nữa, và mã số bí mật ở đằng sau này nữa. Đây, thẻ rất là đẹp luôn. Đây, đằng sau của nó thì có thêm một cái nếp trong cái chỗ này này. Chỗ này mọi người có thể nhìn thấy màu tím này, nó còn là một cái thẻ. Đây, mình sẽ xé nó ra. Đây, trong này nó có một cái thẻ mình dùng để sử dụng banking ấy. Thì trong video phía sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký banking nhé. Và nó có cái ID của khách hàng này và cái phát hành của mình đây. Đó. Và mã số để xác nhận nữa, rất là nhiều những cái hàng A, I, U, E, O. Đó, những cái hàng 1, 2, 3, 4 nó sẽ số như thế nào, chắc là sau này mình đã sử dụng cái mã số này để mình đăng nhập vào ấy. Ngoài ra đây nó có một số những cái liên quan đến, đây là tài khoản ngân hàng. Đây là rất nhiều chức năng mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Đây mình thấy người ta ghi là mọi người có thể rút tiền tại cây của Aeon 6.000 điểm. Người ta đã đặt 6.000 điểm nhé, 365 ngày 24 giờ là không yên. À, còn một số cái nữa thì mọi người có thể xem thêm nhé. Đây, ngoài ra thì mình có thêm một số những cái là quảng cáo quy ước khi sử dụng thẻ Aeon cao độ thôi. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn là cách mình đã đăng ký cái thẻ Aeon này nhé. Mình sẽ để đường link dưới phần mô tả nhé. Mọi người nhấn vào phần đường link ấy, nó sẽ ra cái màn hình như thế này. Thì bây giờ mình sẽ vào mình đăng ký nhé. Mọi người nhấn vào cho mình cái phần cô dạ xếp tên đồ ăn này này, để mình vào đăng ký tài khoản ngân hàng của nó nhé. Đây nó sẽ ra, người ta đang giới thiệu về cái thẻ credit của Aeon thôi. Nó có tổng là 4 cái mẫu, mọi người chọn cái nào thì chọn nhé. Ở phía sau đây mình sẽ có cái phần để chọn này.
Bên trong cái thẻ này thì nó sẽ có thẻ của ngân hàng này, credit, debit và cả Wallet nữa. Mọi người kéo xuống dưới cho mình, nhấn vào cho mình cái phần Moshikomi này nhá. Rồi mọi người thích cái nào thì mọi người nhấn vào cái phần Moshikomi tím cho mình. Mình sẽ chọn cái thông thường màu tím như lúc nãy mình đăng ký ấy nhá. Đây của nó đây. Người ta lưu ý thôi, mà mỗi người chỉ được một cái tài khoản ngân hàng thôi nhá. Mà khi mà mình sử dụng cái thẻ credit thì nó của Aeon này thì nó sẽ trừ trực tiếp vào trong cái tài khoản ngân hàng của Aeon. Và bắt buộc là phải có bằng lái xe hoặc là thẻ My Number có thể đăng ký được nhá. Kéo xuống dưới cho mình. Còn dài lắm, mà thôi bỏ qua. Người ta hỏi là mình có một trong hai cái thẻ này không này. Kéo xuống dưới mọi người nhấn cho mình cái phần Motte-Inai nhá, ở dưới cùng ấy. Người ta hỏi mình có thẻ ngân hàng Aeon không. Mình nhấn vào Motte-Inai. Sống ở đâu này? Nhật, Nihonomi, hoặc là ở Nhật với nơi khác hoặc là ở ngoài nước Nhật nhá. Mình nhấn vào Nihonomi. Còn có vấn đề gì nữa không này? Nhấn vào Nasi nhá. Nếu mọi người có bằng lái xe hoặc là thẻ My Number không? Passport chỉ có cho người Nhật thôi nhá. Mình thì bắt buộc phải có hai cái thẻ kia. Mình nhấn vào phần phía trên nhá, là mình có. Nhấn vào sư mượn cho mình nhá. Đây là quá trình mình đăng ký thẻ. Đầu tiên là mình sẽ phải đăng ký trên web này, như mình đăng ký đây. Và bước thứ hai người ta sẽ thẩm định nhá. Bước thứ ba là phát hành thẻ. Và khi thẻ đến nhà thì mình sẽ phải mang cái bằng lái xe hoặc là thẻ My Number của mình ra để nhận. Dưới cho mình nào. Bây giờ mình sẽ vào mình đăng ký nhé. Đến vào dưới sư mượn này. Mọi người có thể chọn cho mình JCB này, Visa hoặc là Mastercard. Thì mình đã chọn là Mastercard nhé. Mọi người nhấn vào cái hình này cho mình. Đến tên thì mọi người nhập cho mình thọ tên vào nhé. Bên trên cũng là Katakana, bên dưới Katakana. Tại hôm trước mình đăng ký ấy, thì nhân viên người ta có nói là mình là nếu mà không có kanji ấy, thì nhấn bằng Katakana hết. Thì mình sẽ nhập cả Katakana nhé. Không cách cho mình. Dưới Romaji. Romaji thì mọi người đánh ngược lại cho mình. Trước thì mình đánh họ, sau là mình đánh tên thì nó mới đúng được nhá. Thế mình đánh đúng như thế này. Thẻ của mình ra là đúng. Giới tính, nam hay nữ. Rồi tiếp đến là ngày tháng năm sinh. Chọn cho mình nhá. Đến tháng này. Đến ngày này. Đến số điện thoại liên lạc nhá. Bắt buộc phải có số điện thoại thì người ta gọi về đấy. Mình nhấn nhập số điện thoại của mình vào đây. Trong cái phần đền kê tay, đền qua ấy. Bên dưới không có thì mình nhấn vào Nasi cho mình nhé. Đến email, nhập cho mình email của mình vào. Rồi bên dưới thì thôi bỏ qua. Nhập cho mình 7 số mã biểu điện nhà mình vào đây nhé. Sau đó và nhấn vào phần màu xanh bên cạnh ấy để tìm địa chỉ nhà mình. Đến ra đúng thì nhấn vào cho mình cái phần gạch chân nhé. Tiếp theo bên dưới là nhập cho mình địa chỉ còn lại và phải ô màu hồng ấy. Mọi người lưu ý nếu mà nó dài quá nhé, nếu mà nó có hiện ra chữ đỏ ấy thì mọi người bỏ bớt cái tòa nhà của mình đi. Nếu mà số là mã thì viết thành số thường cho mình nhé. Mình sẽ viết nó không cách để cho nó... Được rồi. Dưới furigana viết lại bằng katakana cho mình, phía bên trên ấy. Địa chỉ còn lại nhé, bằng katakana. Năm sinh sống ở đây. Chọn cho mình, tùy mọi người thôi. Sống ở đâu này, nhà hay là mansion apato này. Đấy. Nhà công ty hay là thuê hay là tự mình mua. Hay có trả góp đâu không này. Nasi nhá. Số người trong gia đình nhá, nếu mà có vợ hoặc chồng thì mọi người tích vào dưới cùng cho mình. Còn không có, đó thì tổng cả mình nữa, bao nhiêu người nhấn vào nhá. Ví dụ 4 người. Nghề nghiệp của mình, nhân viên công ty hay là arubaito hay là gakuse thì tích cho mình nhé. Nenshu, thu nhập 1 năm của mình thì mình điền 400 man. Rồi, nhân nợ bao nhiêu này thì nhấn vào không cho mình. Có bằng lái xe không? Có thì Ari, không có thì Nasi nhé. Ari thì nhập cho mình thêm cái số bằng lái xe ở trên bằng vào. Đấy, nhấn vào sư ghế, sư mượn cho mình. Tên công ty. Mọi người nhập đầy đủ cho mình tên công ty nhé. Công ty cổ phần hay cái gì thì cũng nhập hết vào. Bên dưới là furigana. Đánh lại. Tất cả bằng katakana hết nhé.
số điện thoại công ty. Rồi, số điện thoại công ty cho mình. Số 5 làm việc của công ty này. Mấy năm? Trong vòng mấy năm ấy. Vị trí làm việc, nội dung công việc ấy. Chọn cho mình một cái nhé. Tiếp đến, nhấn vào sự sư mượn cho mình. Nhập mật khẩu 2 lần, 4 số. Cái này mọi người nhớ lại nhé. Tài khoản ngân hàng à? Không nhập ngày tháng năm sinh nhé. Cái này tùy ý, bỏ qua, cho xuống dưới cho mình. Mesai, cái này Diosimase. Đã gửi giấy về nhưng mất tiền ấy. Cái này mình cũng không rõ lắm, để nguyên. Ansobanco nhập lại cho mình. Cho nó giống nhau để dễ nhớ thôi. 2 lần 4 số nhé. Mục đích sử dụng thẻ ạ. Chọn như mình cũng được. Sinh hoạt này, nhận lương, tích chữ này, đều được nhé. Tibo, cái này người ta yêu cầu mình bắt buộc phải chọn thì mình cứ chọn một cái thôi. Cô sự nào cũng được nhé. Còn cái bên dưới này, nó là trả góp ấy. Chú ý là nhấn cho mình Diosimasen nhé. Cái này là sẽ trả góp ấy. Nhấn Diosimasen. Tiếp rồi. STC, bạn nào đăng ký thì đăng ký, không đăng ký thì nhấn vào Moshi Komimasen nhé. ID thì mọi người cứ để nguyên Moshikomi cũng được. Cái này mình quên mất mình nhấn vào đăng ký Simasen rồi. Dùng ID ấy, chức năng ID của nó cũng được mà. Wagon Diosin ID. Tự động nạp ấy. Mình sẽ nhận bằng qua bưu điện nhé. Nhấn bên phải cho mình. Còn cái bên trái là mọi người sẽ đến tại quầy của người ta để nhận. Kéo xuống dưới cho mình nhé. Này mình chọn vị trí thôi, Ion đi. Nhấn Ion cho mình. Thường đến đấy. Đây tỉnh của mình sẽ tên chi nhánh của mình hay đến ở Ion ấy. Cái này ID thì bỏ qua đi. Vẫn xứ ghi nhá. Vẫn chưa xong đâu nhá mọi người nhá. Mọi người người ta lưu ý chưa xong. Mọi người nhìn lại cho mình tên tuổi lại nhá. Địa chỉ và những cái này mình bìa ra đây. Mình kéo xuống dưới cho mình. Công ty. Mọi người kiểm tra lại nhá. Không có thì nếu mà không đúng thì mọi người sửa lại cho mình. Cái xuống dưới nào. Nhưng mà đôi sư lửa này, tích 3 lần cho mình nhé. Tích đôi sư lửa này. Thêm một lần nữa. Đôi sư lửa, thêm một lần nữa. Đôi sư lửa nhé. Nhưng mà ca độ Moshikomi. Đó, mình đã hoàn thành xong mình đăng ký rồi. Hiện tại bây giờ mới hoàn thành xong nhé. Nó cũng đơn giản thôi. Bên dưới thì không liên quan. Bây giờ người ta có gửi cho mình một cái mail. Mình sẽ nhấn vào cái mail này. Mã số đăng ký, ngày đăng ký của mình là 25 tháng 11. Đó, cái này thì mình không thể kiểm tra được tình trạng phát hành thẻ như thế nào. 25 tháng 11, sau đó là đến ngày mùng 3 tháng 12 mình đã nhận được cái thẻ của nó rồi. Và đây, mình cho mọi người xem cái mail mà mình đã nhận được. Đây, sau khi mà người ta ngày mùng 3 tháng 12 là mình có nhận được cái email như thế này. Đây, người ta đã phát hành xong thẻ rồi nhá. Thì người ta sẽ gửi qua Sagawa. Đó, giống như cái tên ở ngoài cái phong bì của mình ấy. Đấy, khi mà mình đăng ký, mình chọn bằng lái xe thì người ta có ghi mình đây, chuẩn bị bằng lái xe ra này. Và sau đó là mình nhận được thẻ thôi. Đến đây thì mình đã hoàn thành kết thúc hướng dẫn mọi người cái đăng ký cái tài khoản của ngân hàng Aeon cũng như là cái thẻ credit của ngân hàng Aeon trong một cái thẻ như thế này. Rồi còn những cái liên quan đến cách sử dụng hoặc là cái app thế nào thì mình sẽ làm trong các video tiếp theo nhé. Mọi người đón chờ video đó của mình nhé. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.